Hello, hello, xèo tất cả anh em nha. Mình là LTL đây, đẹp trai mới số 03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh RGBF LTL của mình nhá. Anh em thấy gì chưa? Thì hôm nay mình đang mặc một cái bộ đồ trông khá là bót luôn anh em ạ. Khá là nghèo luôn nha anh em ơi. Và mình quyết định là sẽ bảo vệ cái lóc cổng trời OB46. Nói chung là thủ ở trên cái lóc cổng trời OB46 nha anh em ơi. Để lấy top nha, để xem là liệu có thành công hay không. Để nhầm nhớ là xem đến cuối clip nha anh em ơi. Ok, thì đây, anh em thấy chưa? Bộ đồ của mình trông khá là nghèo luôn anh em. Ui ôi, chỗ này đông vãi trưởng anh em ơi. Ui ôi, rất là nhiều thanh niên dùng Sentinel xuống anh em ạ. Ok, ui ôi, thanh niên đầu tím này mình nghĩ khả năng cao là cầm Kala đây anh em ơi. Mình cũng cầm Kala nhưng mà mình không dám solo 1-1 anh ạ. Thôi bây giờ mình sẽ mở cửa hàng cá nhân lên nhá. Mình múc luôn khẩu M15 nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ đợi chúng nó bắn nhau, đợi chúng nó lên bắn nhau, bắt đầu mình sẽ ăn ké nha anh em ơi. Em thấy hợp lý chưa? Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đôi giày đấy, trời ơi. Đấy, bắn ít nam mà vẫn được kill anh em ạ. Chứ bây giờ mình mà, ui dồi, từ bình tĩnh anh em ơi. Trời ơi, OB46 này mà chúng nó nhảy đây đông đấy nhỉ, anh em thấy chưa? Hôm nay thì mình trang bị keo công phá anh em ơi, để bắn nổ keo. Nếu mà địch ở nó xong keo thì nó sẽ mất máu nha anh em ơi. Từ giờ để mình bắn nổ keo đây anh em ơi, để mình thoát ra đây anh em ạ. Ok, đấy mình sẽ bật Santino trước nha, chẳng may có thằng nào bắn mình thì mình còn quay trở lại chỗ cũ được nha anh em ơi. Đấy, nhìn thấy chiến thuật của mình ở trên lóc có hợp lý không? Đấy, mình cầm cả Kala đi anh em ạ, chẳng may là không có súng thì mình còn đấm được nha anh em ơi. Nhưng mà may quá trận này mình đã nhận được súng rồi. À đây, trận này mình ngắm cái gì hả mày? Trời ơi trời, còn đứng đi ngắm anh em ạ. Ok, nói chung là mình nghĩ là vẫn có thằng nhảy lại lên trên lóc này. Đấy, nó được hồi sinh mà anh em ơi. Đấy, nó lại nhảy lại lên trên lóc rồi, để mình nút đồ mình giật lại bóng nha. Đâu rồi? Đấy, mình nghĩ là nó sẽ phân tâm, nó không biết mình ở đâu rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đi tìm nha anh em ơi. Đâu rồi? Mình ra đây. À đây 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 đây. Anh chị chạy đi đâu? Ok, một viên 79 máu vào đầu rồi. Thằng này không trốn được rồi. À, mày cứ lúc ở đấy đi mày. Ok luôn anh em ơi. 3 kill luôn rồi anh em ơi. Tí nữa mình sẽ ra cho anh em một câu hỏi luôn nha. Anh em nào mà xem đến cuối và trả lời đúng thì mình sẽ tặng cho anh em đấy một phần quà nha anh em ơi. Ok, cứ bình tĩnh anh em ơi. Đấy, nói chung là giả bot mà đứng trên này thủ thì nói chung là cũng khá là căng thẳng đấy anh em ơi. Đó, từ đó để mình xử lý từng thằng một nha. Đây có một thằng. Ui đấy. Thằng hình như là thanh ngắm sắc luôn rồi anh em ạ. Đây, đây rồi, đôi giày. Ok, 4 kill luôn anh em ơi. Mặt keo quấn mình máu đây anh em ạ, cho nó chắc cú nha anh em ơi. Đấy, nói chung là khá là đông anh em ơi. OB46 là mọi người nhảy ở trong cái chỗ xưởng cơ khí này. À nhầm, chỗ cổng trời này khá là đông anh em ạ. Mà mình nghĩ là OB nào cũng đông anh em ơi, nhưng mà OB46 là đông hơn hẳn anh em ạ. Và đặc biệt là, ui dồi, 5 kill luôn rồi kìa anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ xuống để mình loot đồ nha anh em ơi. Đấy thì mình mong là mình sẽ loot được nhiều đồ nhất có thể anh em ạ. Đấy, từ từ em bình tĩnh nha anh em ơi. Bình tĩnh nha. Rồi, ok. Ui, mình đang định loot là có thằng bắn mình phải giật lên này luôn anh em ạ. Ui, đằng sau cũng có người luôn kìa. Tí thì toạng anh em ơi. Tí gì xin linh biệt cụ chạy luôn anh em ơi. Chứ bây giờ mình đứng đây là bắn lổ keo là mình đi đấy anh em ạ. Đấy, nó có cái kỹ năng bắn xuyên keo. Ê, trời ơi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa đấy anh em ạ. Đấy thì hiện tại là mình đã che cái số kill và số người còn lại trên bản đồ nhá. Thì mình sẽ ra cho anh em một câu hỏi là hiện tại là mình sẽ ăn được bao nhiêu kill nhá. Từ giờ đến cuối trận mình sẽ ăn được bao nhiêu kill nhá. Chỉ có anh em là mà xem từ đầu đến cuối không tua đấy thì anh em mới biết mình ăn được bao nhiêu kill thôi. Từ đó để mình xử lý thằng này đã. Ok, bởi vì mình che số kill mà anh em ơi, nên là anh em phải xem đến cuối thì anh em mới biết mình ăn được bao nhiêu kill cơ. Nói chung là cũng khá là khó đấy, nên là anh em nhớ xem đến cuối nha. Trả lời đúng thì mình sẽ tặng cho anh em một phần quà nha. Nhớ là kèm theo ID nữa. Mấy lần nào đi xuống đút đồ cũng bị cái thằng nào nó cắn nén cay thế nhỉ. Bây giờ may quá mình vẫn có kỹ năng Sentinel để mình giật nền đấy. Chứ không là xui rồi anh em ơi, xin vĩnh biệt rồi. Ok, nói chung là máu cũng đã đầy đủ rồi anh em ơi. Thì bây giờ mình cứ bình tĩnh thôi anh em ạ. Đấy, ồ đây đây đây, một thanh niên đây rồi. Ui ôi, đau nhà, bình tĩnh anh em ơi. Nào, anh thò ra, anh chơi khô máu em đi nào. Trời ơi, bây giờ bùa nó vẫn chưa thu anh em ạ, nên là mình vẫn phải thủ trên này anh em ơi. Nói chung là cũng khá là căng thẳng đấy anh ạ. Rồi ok, mình đã bắn một viên nó vào đầu nhưng mà nó bắn mình cũng khá là đau đấy anh em ơi. Bắn mình 2-3 viên vào người anh em ạ. Từ bây giờ mình sẽ quấn bình máu nha anh em ơi. Quấn máu xong bắt đầu là mình sẽ dùng Sentinel xuống nha, để mình chơi khô máu với nó luôn anh em ơi. Rồi ok, dùng. Ui ôi, nó bắn lổ keo rồi. Ui từ, ok mình đã bắn một viên vào đầu nó rồi. Bây giờ mình sẽ đặt keo đây này. Đó, bây giờ mình sẽ dùng Sentinel để mình cho nó xuống nha anh em ơi. Sau đó tí mình sẽ cầm shotgun mình bắn gần nha anh em ơi. Thế chứ bắn trên xa này thì mình ở trên cao nguy hiểm hơn anh em ạ. Nó kéo tâm nó dễ vào đầu hơn mình hơn anh em ơi. Đấy. Trời ơi, ui ôi, nó bắn xuyên keo với anh em, anh em thấy chưa? Nó bắn xuyên keo với anh em ạ. Chạy. Bây giờ mình sẽ xuống đây mình quấn máu nha anh em ơi. Mình sẽ quấn đầy máu rồi mình sẽ giật Sentinel xuống rồi mình chơi khô máu với nó luôn này anh em ơi. Đó, quấn đầy máu ra, nó vẫn đang bắn keo, nó không biết mình chạy ra đây rồi anh em ơi. Rồi, ok. Mày chạy đâu? Mày dùng Santino mà mày chạy à nhầm, mày tung Tatsuza mày chạy à mày. Ok, cay chưa? Ok, bật luôn cái hành động hot nhất OB46 là hành động trêu lên nha anh em ơi, để kia đó anh em ạ. Đấy, nó không cay đi, trời ơi, nó quá là cay luôn chứ còn gì nữa anh em ơi. Ok, không định tinh nữa thuyền đấy anh em ạ. Bây giờ mình sẽ chạy quanh quanh đây nha. Ok, bo thu rồi. Nói chung là sắp hoàn thành thử thách là chỉ thủ ở trên nóc lấy top rồi anh em ơi. Đấy, hoàn thành thử thách xong thì mình sẽ cố gắng lấy được cái top 1 nha. Nếu mà lấy được thì lấy, mà không lấy được thì thôi nha anh em ơi. Nhưng mà mình vẫn ra câu hỏi cho anh em là anh em nhớ là đoán số kill của mình nhá. Xem đến cuối và xem từ giờ đến cuối trận mình ăn được bao nhiêu kill nha. Đây rồi, đây rồi, chạy à.
Chạy á mày, chạy á mày. Trời ơi, không chạy đâu. Sổ ok, bò đã thu rồi anh ơi. Bò thu qua cổng trời này, coi như hoàn thành thử thách rồi nhá. À đây, từ từ á. Trời ơi, bò đang thu một con thằng nó chặn bò mình không cho mình vào nha anh em ơi. Quả kèo này cũng khó nhằn đấy. Thôi mình sẽ chạy vào bo anh em ơi. Mình sẽ chạy vào bo để mình cố gắng lấy top 1 nhá. Chứ bây giờ đứng trên này mà khô máu với nó thì khả năng là mình đi cũng rất là cao. Bởi vì nó trong bo mà anh em ơi. Bo đốt không mình đã toang rồi anh em ạ. Đấy, mình sẽ dùng Sentinel xuống nhá. Xuống rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chạy ra cái chỗ bên kia nhá anh em ơi. Để mình công nó luôn này. Khô máu với nó luôn này. Đây rồi. Ở đây có 3-4 thằng cơ anh em ạ. À, hắn ta vẫn đang bắn lại dưới kia kìa anh em ơi. Rồi mình sẽ ra mình xử lý luôn nhá. À đây 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 rồi đôi giày. Đây đây rồi đôi giày. Đây rồi đôi giày. Chạy đi đâu bạn ơi? Chạy đi đâu bạn ơi? Uầy, nói chung là đẳng cấp nữa là mãi mãi mà anh em ơi. Ủa anh em ơi, mình nhìn cái bộ đồ của cái thanh niên chạy ở dưới kia nhìn rất giống là bộ đồ của đệ anh Abu anh em ạ, không biết là phải không đây. Ừ, để mình sẽ cố gắng mình xử lý anh em ơi. Bộ đồ của đệ anh Abu cũng giống như vậy anh em ạ. Đấy, mình nhìn rất là giống luôn. Không biết là phải không anh em ơi? Không biết là phải không nhỉ? Đấy 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 anh em thấy chưa? Bộ đồ rất giống luôn. Đấy, hôm nay mình kiểm tra đệ của anh em bu đồ nó y hệt như vậy anh em ạ. Đấy, không biết là phải hôm nay mình cố gắng bắn để mình xử lý xong hiện tên lên cho phải không nhá. Ê, từ trời. Tôi giật cái để vào bua mà có ngay cô bạn đứng bên cánh sẵn kìa. Thôi mình lại phải giật quanh lại anh em ơi. Trời ơi, nguy hiểm vãi đạn nha anh em ạ. Ok, cứ từ từ nha anh em ơi, cứ bình tĩnh nha. Ôi giời, không phải tên anh em ơi. Ủa, mình cứ tưởng đệ anh em bu nhưng mà cái bạn vượt chiếc bo không phải tên đệ anh em bu rồi anh em ơi. Trời ơi, cứ nghĩ là đệ anh em bu thật cơ anh em ơi. Thôi ra anh em ạ. Ok, cứ từ từ nha anh em ơi. Rồi, giờ này bạn kia thì đang quấn kèo như là có ai bắn ở phía bên đằng sau anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua. Ui ơi, ai bắn đi, bạn đi toang người kìa anh em ơi. Bắn bạn đi xin vĩnh biệt luôn rồi kìa. Này thôi, chơi bời thì mình ra mình đặt kèo mình nút đồ thôi anh em ơi. Cứ từ từ anh em ạ. Đó, ok chứ anh em ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ vào bộ án nha. Hình như hai thanh niên trên kia đang bắn nhau anh em ơi. Rồi, giờ chỉ còn một thanh niên cuối cùng thôi anh em ạ. Một thanh niên cuối cùng thôi. Rồi bắn nhau lốt thì bắn nhau lốt. Ok, còn một thằng cuối cùng rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng lấy top 1 nữa này. Lấy được thì lấy, không lấy được thì thôi nhá. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức nha anh em ơi. Qua đây, mày qua đây, mày qua đây. Nguy hiểm quá đạn anh em ạ. Trời ơi, từ từ nhá, cứ bình tĩnh nha anh em ơi, cứ bình tĩnh nha. Cứ bình tĩnh nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ chơi chiến thuật, mình sẽ đứng ở ngay dưới này. Bây giờ nó công qua là mình bắn là khả năng là nó đi luôn này. Đấy, mình đứng chỗ này, bây giờ mình đợi nó chạy bo anh em ơi. Kiểu gì nó chả chạy bo á. Kiểu gì chả chạy bo á, anh em thấy chưa? Đấy, 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 đấy. Ui dồi, yếu lắm rồi anh em ơi. Bật Sentinel lên, bật Sentinel lên anh em ơi, cầm Sargun. Nào, 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 mày chạy đi đâu hả mày? Ok, ok, giật bóng quanh lại luôn này, giật bóng quanh lại luôn này. Ôi, nhầm, trở tự nhiên lại cầm bóng lưu. Đây rồi, đây rồi đôi giày. Đây rồi đôi giày. Quá đơn giản là đẳng cấp anh em ơi. Ok, thì clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã bỏ ra thời gian để theo dõi clip này nhá. Anh em đã xem mình được bao nhiêu kill chưa? À, anh em phải đếm thì anh em mới biết được. Ok, rồi, cộng danh luôn.